Chào bà con ha, thì bữa nay Liệt lên mà chú Hai đổ cho chú 20 ngàn nha bà con. Liệt cho thêm 2 ngàn nữa. Mình này mình ở đâu chú Hai? Ở ấp Cá Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An. Dạ, cái này của Long An nha. Của Thì Long hiện An. tại chú cũng làm ao hầm đồ là hỏi Liệt cũng lâu lắm rồi ha. Chắc hình như Phải cũng vòng vô vòng cả mấy chục tháng hả rồi. chú? Còn chú hỏi con làm hầm vòng vòng gần cả tháng á. Tính là mấy tháng luôn á, lâu Dạ. lắm rồi. Ừ. Mà Lâu lắm, đang ngồi hình này lâu lắm rồi. mà cho lúc đó con đâu chú đâu biết là mua con, mà con cũng dẫn điện con cũng chỉ phải không? Phải Không, chú cứ chỉ là tôi làm, là tôi thấy mô hình là tôi làm xong thấy đàng hoàng tôi mới hỏi chú. thấy con chỉ có mà nhiệt tình không hay là chỉ qua loa? Thì nhiệt tình tao Dạ. mới điện chứ. Nhiệt tình đó. Thì cái hiện Ừ. tại cái này là cái bèo tay thỏ nha bà con, của chú tay thỏ, nhưng mà tay thỏ thì Liệt có cách theo tay thỏ với nhắc bài. Giáp vòng cái đê bao đi, Cái này dạ, khu này vòng quay hết thì cái đê bao. với bữa nay Liệt cũng nhắc lại bà con cái mùa nắng này á, thấy Liệt giải thích cho bà con nghe, Liệt hôm nay làm nghề thì cũng không có lâu, thì mới có tròn 9 năm hà. Nhưng mà cái mùa nắng á, mỗi mùa mỗi khác nhau nha bà con. Mùa nắng á, thì Liệt mình thả bèo thưa gì nè, đặng cho nó đi tới đi lui đó, đặng cho nó mau lớn. Đâu có mưa nữa đâu mà mình phải sợ là nó lọc nước không được. Còn cái mùa mưa là bà con phải nhớ nha, bà con nào mà muốn nuôi ốc á, mùa mưa á, thì bà con phải đã bèo kín ao cho Liệt. Đặng chi là tới cái ngày như đặt ví dụ có ủng hộ ốc Liệt á, thì Liệt tới chỗ đó Liệt hốt Liệt lên thưa 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 gì nè, như gì nãy giờ Liệt với chú Hai đó là phải dời ra cho nó thưa gì nè, mình mới tháo đặng cho nó đi á, chứ còn mà đương không một lỗ mà tính gì đó ha, khoét xuống đổ rồi thả ăn là có cái chậm đó, tại nó đi không được cái chú, nó đi không được, bị cái rễ này dày quá nè. Dạ dạ nó Rễ đi không quá được, dày quá vậy chứ. Nhưng mà con nhớ nhắc gì đó ha. Rồi còn chứ không phải mà nói là bèo thưa mà cũng đổ không có đâu, Liệt làm nghề Liệt biết chứ. Nhưng mà đặt cái vụ cái bèo thưa, như đặt cái vụ cái clip của chị Phượng đi, có một anh đó nói sao mà thưa vậy mà đổ, Liệt có cách Liệt xử lý ha. Tại Liệt năm nay cũng 9 năm rồi ha, chứ không phải mà một ngày hai ngày, chứ không phải 9 ngày, 9 năm rồi thì cũng nhiều lắm. Thì kêu chị Phượng xịt một phát một hà một cử thuốc là bảo đảm, bữa nay Liệt có nói bảo đảm với anh luôn ha, là nói trong vòng một tuần ha, là khích gịch ha. Mà mấy anh làm sợ chưa được đâu, mà mấy anh đừng có nói. Hình như chú này chú Hai chú cũng cũng coi biết bao nhiêu lít thôi, coi nhiều chứ lắm, đâu phải mà bốn năm chục lít thôi. Ừ, chứ đâu phải mà đương Chứ không mày đương chơi không mà chọn con đâu, coi tùm lum tà lá chứ. Từ bù đớp rồi có 1 lít chú đi tới miền Trung cái gì nữa, cái gì quà hay gì đó tôi còn nhớ. Hơi sâu hơn chú Liệt, chỗ đó sâu lắm rồi, bị nó mới múc sao luôn quay. Thà con chịu lỗi gì nữa quay. trong túi có gì không? Tôi thả ốc này tôi nằm mơ luôn. Chú đừng cho ăn con nha. Rồi rồi. Với bữa nay nhắc lại thêm bà con cái nữa, như chú Hai thả gì nè đó, bữa nay là Liệt cũng vẫn quay cho bà con coi đó. Rồi tới ngày bà chú Hai chú thu hoạch, chú Hai điện Liệt, Liệt cho Liệt quay, Liệt mới lên. Chứ còn như chú không điện con biết ngày nào mà chú thu hoạch, phải không? Rồi không lẽ mình không biết, không có mình nhào vô mình quay đang cho đập cây lên đầu đâu được. Cái gì mình quay người ta cho mình xin phép, người ta cho mình mới được quyền làm. Lay quay cái giờ về, lay quay đổ đợt này cho chú Hai chừng 10 ngày 20 ngày nữa đạt cái chú Hai đổ nữa nè, nó Liệt cũng vẫn quay nữa nè. Rồi tới ngày thu hoạch thì chú Hai không cho quay thì Liệt cũng đâu quay đâu, mà chỉ quay đổ thôi cũng bình thường. Bây giờ làm ăn thời buổi, giờ làm ăn rồi, bây giờ tao muốn làm đâu, tao làm chỗ nào thành công tao làm, chứ tao đâu có khùng thì không được, mất mới người ta làm. Nếu mà chú Hai thấy không thấy mà thích hợp với chú cũng không có làm cái nghề ốc này. Làm đó là bán, là đang quay lan lên bán ốc thịt mà chừng đầy đàn luôn đó. Bán ốc thịt là làm trên cái miếng ruộng luôn, bao la luôn, chứ không có múc mương như tôi gì. Anh nhớ ha, đó anh dạ anh coi lục là bữa nay Liệt nhắc nó coi cái clip đó đó, thành công tới 7 công ruộng lần, chứ không phải mà một mương hoặc hai mương đâu cho anh hay vậy đó. Còn miếng đất của tôi đây là 6 công mấy, tôi lên cái đê bao này, trên là dừa dưới là nuôi ốc nè, chọn mô hình này. Nhưng mà thường Liệt nói là có Liệt mới nói, chứ không có thì không bao giờ nói. Muốn nói nó phải khơi, nói ai nói không được. Phải không? Giờ chú muốn nói chú nói không được nè chú Hai. Mà nhặt cái đòi hỏi mình làm á, đó mình làm được hay không? Nếu mà chú đổ không thành công là chắc cũng không ai kêu nữa đâu. Nếu mà chú không thấy... dĩ nhiên rồi. Đúng rồi.
có hai vợ chồng ông gì ông tự hào thấy ghê, kiểu ông đổ chú xuống đổ ông vui, ông vui dữ lắm, tên ông gì thì có cắt cái chòi nữa, cắt cái chòi hả? Vậy là ở anh Lương quá, anh Lương tên ông gì phát tôi quên, kiểu ông vui lắm, nói chuyện mà nghe ông vui lắm, kiểu mừng. Còn quản còn xuống dưới quay clip cho nữa nè, thấy tụi mẹ thấy ông đó kiểu mẹ mần cái gì được ta khấn khởi kiểu mừng lắm. Con gì đó thì tới chỗ con đổ cho chú gì nè, 300 đồng con, 10.000 cho thêm 1.000 nữa. Cái đổ chỗ đổ chỉ thực cho bà con làm. Còn dứt khoát là con là không bao giờ con giao trứng, con chiên giao con giống đặng chiên tới chỗ cái, con đổ. Cái này mình để gì mình khỏi che giờ tự động nó bò ra. Hỏi chú ơi. Tôi thấy chú đổ ở mương chú là chú đâu có lót lá chuối. Không có lót gì chứ. Con đổ khác lắm. Tôi quay tôi vẫn vẫn rồi tôi làm tôi nhiều khi vợ con tôi nói gì mà mê dữ trời. Tôi nói sao mà đây cái công ăn việc làm đã tính làm ăn mà phải theo dõi chứ. Tôi quay cái clip của chú là nếu vẫn vẫn là tôi quay rồi. Như nãy vậy con cũng thì chú cũng biết rồi đó phải không? Như đặt cái vụ nãy con không lên trực tiếp đổ chú là chú con phải đổ 20 đó rồi. Chú về chú đổ 20 đó rồi. Thì cái gì tôi phải nói cho đó thôi, có gì xảy ra nó khó. Nếu mà lên đổ là đổ 20 đó, hồi nó qua quay cho bà con ngon lành bèo luôn mà liệt không đổ phải qua 20 này. Tôi làm công trạng tôi không qua nay là muốn chết luôn á. Tại vì không có đúng với cái kỹ thuật của liệt không đổ, liệt phải qua đây. Chứ thay vì qua đổ xẹt rồi đi về rồi. Không làm gì được. Không làm thôi làm chứ con không làm thôi làm cho bà con thành công chứ. Trời ơi. Muốn lấy tiền người ta không sao được. Con thiệt tình lắm. Nhưng mà hồi trước Hòa Bình tôi ở huyện Bù Đốp đó. Tôi ở xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Okay. Là cái ông ba ở trên Bù Đốp đó là ông ở thị trấn Hòa Bình hay gì á. Ông nói thứ ba. Chú xuống chừng chừng chú sao đó chú ba? Lỗ mương cũng được, nó khui vậy đất nó múc, tôi múc cái này sâu là xuống tới mét rưỡi mà. Con nói được con làm được con mới nói chứ còn con nói không được làm không được con không bao giờ nói. Bây giờ chắc còn cả tám cái đất bị cái mặt ruộng cho ruộng lúa đó đó. Được rồi chú ba. Ừ. Còn cái mương này nếu mà bơm tới đó là cái giờ còn nhắc chú hang tới chừng ốc bự nữa mình cho nước lên nhiều một tí xíu nữa. Rồi, lên thêm 2 tấc nữa. Rồi. Dạ. Thì tôi nói chú là tôi hai bọng bơm xả đó là tôi muốn cho nước nhiều cho đó. Mình cũng dẫn chú đừng trang cho con hình nhắc này lần rồi này, rồi này rồi đó. Cái đó là tôi coi nhiều lắm rồi. Cái gì chứ cái đó phái lắm. Nghe gạo gạo chứ. Ừ. Quá đẹp. Thì nhắc bà con đặt cái vụ đẹp thêm bà con cái này nữa. Bà con nào muốn nuôi ốc phải không? Liệt nhắc thêm cái nữa, không có mua của con cũng không sao nữa chú. Muốn mua có ai cũng được chứ. Nhưng mà đầu tiên bà con phải nhớ nghe xử lý vôi. Xử lý vôi với mưa ao mương đó rồi sẫm bọng lại đi. Khi khô được thì càng tốt, không khô được thì để đại nước gì sẫm lại gãi vôi đi tổng diện tích ao đi. 1.000 mét vuông bà con gãi khoảng tầm 4 bao vôi đá, 30-40 kg á. Rồi sẫm bọng bỏ đó lại chừng tuần lễ gì đó. Nếu bắt đầu cho nước ra vô lại cái bà con thả bèo ha. Bà con thả bèo rồi bà con sẽ thúc bèo rồi gãi phân bèo đi. Sáng thì thuốc thì chiều cái phân đi rồi cái nó còn cái độ hở thưa thưa vậy bà con bắt đầu tiến hành tháo ra. Nhưng bà con nhớ làm liệt lên clip này chỉ cho bà con cảnh tình luôn đó. Thí dụ nó xịt cái thuốc ốc mà mài ruộng nó xả ra mình bít cái bọng là không có dính líu gì hết. Không dính líu được. Bị tôi cái đê bao mà thí dụ nó ấy rồi tôi bí bọng tôi thôi. Cho nó qua 5-7 ngày vậy mình ấy. Mà dưới mài tôi bảo hiểm lọc bình chứ tôi gào lọc bình ấy cho nó lọc nước này. Còn như bà con nào đi thí dụ đi. Bây giờ con đổ ốc cho chú tin tưởng con, điện con chỉ cho chú. Thì chú tin tưởng con, chú làm, chú thành công thì chú được tiền chứ con đâu được tiền đâu. Nhưng mà con phải chỉ chú tận tình. Mà đòi hỏi coi chú làm hay không nha, làm giống con không nha. Ấy y gan như con nha, đừng làm khác nha. Thì tôi còn nghe chú nói một câu, mình biết mình sống được bao lâu, bây đúng giờ rồi. Mình giúp cho được người ta được như gì. Bao lâu chứ, nhầm khi bữa nay tháo chứ. Chưa chắc ngày mai mình ra sao nữa, chứ bây giờ cứ làm phước đi. Người ta đi, trời ơi, con chứ, mày giá giấu làm cái gì. Chết đem theo làm gì. Còn giống ốc của con, thì cái chú con bảo đảm chú 20 này đừng cho gì vô, lọt vô cho hen là có lộn con nào mà đít nhọn điện con lên, con thường hết trơn luôn. Cái này ba nó màu vàng từ từ mình diệt nó hết chứ. Đúng rồi, giờ lụm nó bắt từ từ chứ cũng còn là chút đỉnh thôi. Sao? Cái này nữa cái chú
gãy bột cắm gai này, đừng gãy vô bãi này chú. Gãy vòng vòng này á. Đây là đó, dưới đây lại cái cây đó chừng nào nó ăn hết là chú mới được quyền gãy nó ha. Rồi. Mà mình gãy ít thôi. Là ngay cái dãy cỏ này không có gãy ha. Dạ. Đây. Con thất bại 3 năm trời thì con nói chung là cái gì cũng có bước qua chứ, bảo đảm chú luôn. Cái vụ ốc với bèo nè. Có rồi, con cái dãy cỏ này đâm dạ. Đúng không? Khỏi chú ơi. Không phải mà con lên đây mà con nói ở 9 năm 10 năm để khoe tay nghề không có đâu, mấy năm trước vất vả lắm, thất bại. Điều không có thành công 9 năm nha, thất bại 3 năm nha. Mất 3 năm thất bại, không có thành công có 6 năm à. Tại 3 năm là tổng số là 9 năm. Lúc đó con làm là hình như con bán ốc đầu tiên 5.000 kg, sau 14.000 kg, sau nó mới được 20. Rồi từ từ nó bắt đầu nó mới lên. Con mấy cái mương bự này dữ lắm nè. Đã mấy mương này nói chú hút bèo điện qua đây đi. Rồi. Chú dở cái cây đó cho nó bung ra đi. Rồi đi ra đường này đi. Dạ. Ra để quay qua hai mương đây cho bà con coi nãy mà bèo đàng hoàng mà liệt không đổ nè. Hai mương bà con thấy coi thấy hấp tí không? Hai mương bèo này đẹp hơn bên kia luôn đó. Mà liệt không đổ 20 ngày liệt phải đổ rồi liệt phải dời bèo qua đó đổ bên đó, bởi vì mỗi một cái liệt đi tới chỗ con chi đăng chỉ thật cho con làm bên đây bèo quá kín luôn rồi không có được, nếu muốn ấy là phải hút hết trơn cái này liệt ra lay ra đều hết trơn người thả ốc mới được chứ, mùa nắng mà bà con thả vậy kêu gì ha. Con ốc nữa con á bằng tay cái, con thì tay út, con bằng đầu đũa, con bằng hột tiêu, bảo đảm với bà con luôn. Thì cái kỹ thuật của liệt kỳ năm nay thì cũng lâu lâu rồi thì liệt mới biết hết chứ thôi thì cũng không biết nữa. Đi. Dạ. Thì cái clip này liệt cũng đổ cho chú hai cũng rồi không bà con, xin chào bà con, hẹn lớp sau bà con.